Báo cáo về chương trình bí mật Lầu Năm Góc, tiết lộ bằng chứng mới về UFO và sự sống ngoài hành tinh. Thưa quý vị, các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ ngày càng nghiêm túc xem xét khả năng rằng không chỉ có những vật thể chưa được giải mã xâm phạm không phận Mỹ, mà quân đội còn bí mật thu thập các phi thuyền này trong nhiều thập kỷ để nâng cao công nghệ của mình. Câu hỏi liệu có sự sống ngoài hành tinh và những sinh vật cấp cao đang ghé thăm trái đất và liệu chính phủ Mỹ có che giấu điều này hay không, giờ đây không còn là chủ đề dành riêng cho các thuyết âm mưu. Ngày 13 tháng 11, một nhóm nhân chứng mới đã cung cấp thêm lời khai về những lo ngại này tại buổi điều trần của tiểu ban Ủy ban Giám sát thuộc Hạ viện. Trong buổi điều trần dài hơn 2 tiếng có chủ đề hiện tượng dị thường chưa xác định, phơi bày sự thật. Một báo cáo gây chấn động về chương trình thu thập dữ liệu UFO tuyệt mật của chính phủ Hoa Kỳ đã tiết lộ bằng chứng gây sốc về trí thông minh phi nhân loại trên trái đất. Một trong những lời khai đáng chú ý nhất là của ông Timothy Gallaudet, nhà hải dương học người Mỹ, từng giữ vai trò chỉ huy Bộ Tư lệnh của Cục Khí quyển và Đại dương Quốc gia. Ông kể rằng mình đã tận mắt chứng kiến các vật thể bay không xác định khi làm việc cho hải quân vào năm 2015. Ông đã nhận được email cảnh báo về nhiều vụ va chạm trên không suýt xảy ra. Email được gửi đến tất cả chỉ huy cấp dưới với tiêu đề in hoa "Vấn đề an toàn bay khẩn cấp". Kèm theo đoạn video với tên COFAS đã được giải mật về một UFO mà một máy bay FA-18 của Hải quân ghi lại. Trong video, một vật thể không xác định bay rất nhanh và chưa từng được nhìn thấy trước đó. Tuy nhiên, ngày hôm sau, email này biến mất không lý do. Ngoài ra, tư lệnh hạm đội và các chỉ huy chiến đấu của ông ấy không bao giờ thảo luận về vấn đề này nữa. Trong khi đó, ông Louis Elizondo, cựu quan chức tình báo quân sự, cũng lên tiếng chỉ trích cộng đồng tình báo về việc giữ bí mật quá mức các báo cáo về UFO. Ông đã từ chức vào tháng 10 năm 2017 sau 10 năm phụ trách chương trình điều tra về các hiện tượng không xác định của Lầu Năm Góc. Ông khẳng định, tôi tin rằng người Mỹ có thể tiếp nhận sự thật và tôi cũng tin rằng thế giới xứng đáng được biết sự thật. Ông Elizondo cho biết, nhiều hoạt động của các hiện tượng được ghi nhận quanh các căn cứ quân sự và khu vực có vũ khí hạt nhân. Nhân chứng thứ ba là nhà văn, nhà báo độc lập Michael Schellenberger. Ông tiết lộ, theo các nguồn tin từ Lầu Năm Góc, một dự án bí mật đang được triển khai với nhiệm vụ thu thập thông tin về các hiện tượng bất thường. Theo ông Schellenberger, các cơ quan tình báo đang nắm giữ lượng lớn thông tin hình ảnh và dữ liệu khác về UFO với chất lượng cao, rõ ràng và sắc nét hơn nhiều so với những hình ảnh mờ nhạt mà công chúng đã thấy. Ông ước tính số lượng hình ảnh và video trực quan này có thể lên đến hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn. Cuộc chạm trán UFO khiến binh sĩ rơi vào trạng thái xuất thần. Theo báo cáo, một sĩ quan đang làm nhiệm vụ trên tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz ngoài khơi California vào ban đêm đã có cuộc chạm trán với một UFO hình cầu có kích thước trung bình đến lớn. Sĩ quan này mô tả UFO là một quả cầu nhỏ màu đỏ cam, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Kỳ lạ thay, nó không chiếu sáng đại dương hay sàn bay của tàu sân bay, mặc dù nhìn bằng mắt thường nó có độ sáng rất mạnh. Họ quan sát thấy bề mặt của UFO có tính động, cho biết nó lăn lộn như bề mặt của mặt trời. Vật thể lạ này di chuyển ở độ cao lớn phía trên tàu sân bay, sau đó nhanh chóng hạ xuống vị trí ngay phía trên buồng lái, ngay sau khi các nhân chứng phát hiện ra nó. Báo cáo nêu rõ, UFO duy trì độ cao và theo kịp tàu sân bay trong một khoảng thời gian không xác định, và nhân viên quan sát báo cáo nhận thức về thời gian đã thay đổi trong cuộc chạm trán gần đó. Sau một thời gian, UFO đột nhiên bay lên không trung, biến mất ở một điểm cao phía trên tàu sân bay. Những người quan sát cảm thấy như họ thoát khỏi trạng thái xuất thần và có cảm giác lo lắng sâu sắc. Mỏi mắt, đau đầu và sợ hãi do UFO gây ra. Theo báo cáo, các nhân viên mặt đất tại một sân bay quân sự nằm ở bờ biển phía đông nước Mỹ đã báo cáo về một cuộc xâm nhập kéo dài ở tầm thấp của một UFO vào đêm khuya. Các nhân chứng mô tả vật thể này là một quả cầu mờ nhạt mà ánh sáng xung quanh bị bóp méo hoặc bẻ cong, tạo nên vẻ ngoài giống như sương mù nhiệt hoặc khối lượng ánh sáng méo mó mờ ảo.
Nhân viên lần đầu phát hiện UFO khi nó từ từ băng qua đường băng và di chuyển về hướng khu vực nhạy cảm. Khi đã bay qua, nó lơ lửng phía trên một nhóm thiết bị mặt đất trước khi bay xa hơn về phía một tòa nhà trong khu vực nhạy cảm. Sau đó, UFO đột nhiên biến mất. Điều bí ẩn là trong khi quan sát quả cầu đen này, các nhân viên báo cáo rằng họ cảm thấy mỏi mắt, đau đầu và cảm giác bất an hoặc sợ hãi. Họ ước tính cuộc chạm trán kéo dài từ 10 đến 15 phút. 12 quả cầu kim loại di chuyển với tốc độ cao. Báo cáo cũng nêu chi tiết video và cảnh quay về đội hình gồm khoảng 12 quả cầu kim loại có đường kính từ 3 đến 6 mét lướt trên bề mặt đại dương với tốc độ cao trước khi phân tán theo nhiều hướng khác nhau. Sự di chuyển nhanh chóng và linh hoạt của các quả cầu kim loại không tương thích với các phương tiện hàng không vũ trụ đã biết. Trong cảnh quay, các quả cầu được ghi lại là trắng nóng trên bề mặt đại dương đen lạnh và mỗi quả cầu tạo ra một biến dạng khí quyển mờ nhạt xung quanh chính nó và như một vệt khói lấp lánh do nhiệt. Vào đầu video, các quả cầu bay theo đội hình hình hộp khít nhau, tập hợp thành 3 đội hình vuông thẳng đứng, mỗi đội hình khoảng 4 quả cầu được sắp xếp theo cấu hình 3 cạnh, tạo ra ảo giác về khối hình lập phương ở xa. Những quả cầu kim loại di chuyển theo hình khối trên đại dương trong một thời gian trước khi nhanh chóng phá vỡ đội hình theo từng cặp. Khi hầu hết các quả cầu tăng tốc và độ cao, nền tảng cảm biến đã mất dấu chúng, nhưng nó vẫn duy trì việc quan sát một cặp tiếp tục quỹ đạo ban đầu của đội hình lớn hơn. UFO sứa bay qua biên giới Mỹ-Mexico. Báo cáo cũng mô tả cảnh quay về một UFO hình sứa bay qua biên giới phía Nam Hoa Kỳ. Trong đoạn phim, bề mặt của UFO lúc sáng lúc tối và dù bay ngược gió nhưng người ta không nhìn thấy bất cứ phương tiện nào đẩy nó đi. Ngoài ra, khi di chuyển nó vẫn duy trì hình dáng và độ cao bất chấp đặc điểm địa hình có thay đổi như thế nào. Báo cáo nêu rõ về hình dáng và tầm hoạt động, cảnh quay về chiếc UFO cho thấy nó đã xâm phạm không phận biên giới phía Nam giống với cùng loại UFO được quan sát thấy gần các cơ sở của Bộ Quốc phòng ở Iraq và Afghanistan. Lầu Năm Góc tiết lộ hàng trăm trường hợp UFO mới. Một ngày sau khi các nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ kêu gọi chính phủ minh bạch hơn về các hiện tượng dị thường không xác định, Lầu Năm Góc cũng đã báo cáo mới về UFO, tiết lộ có nhiều các hiện tượng trên không không thể giải thích được. Báo cáo đề cập đến các thông báo về hiện tượng dị thường không xác định từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 đến ngày 1 tháng 6 năm 2024. Đa số các sự cố được báo cáo xảy ra trong không phận, nhưng có 49 trường hợp xảy ra ở độ cao ước tính ít nhất khoảng 100 km, được xem là không gian vũ trụ. Các nhân chứng báo cáo bao gồm phi công thương mại, quân sự và người quan sát từ mặt đất. Theo báo cáo, 300 sự cố trong 757 hiện tượng trên được cho là bóng bay, chim, máy bay không người lái hoặc vệ tinh, bao gồm hệ thống vệ tinh Starlink của Elon Musk. Tuy nhiên, hàng trăm trường hợp khác vẫn chưa được giải thích, không có thương tích hay vụ va chạm được báo cáo trong bất kỳ sự cố nào. Đặc biệt, một phi hành đoàn máy bay thương mại đã báo cáo về vụ suýt va chạm với vật thể hình trụ khi bay trên Đại Tây Dương ngoài khơi bờ biển New York. Trong 3 trường hợp khác, các phi hành đoàn quân sự báo cáo họ bị bám đuôi hoặc theo dõi bởi máy bay không xác định, mặc dù các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng cho thấy mối liên hệ của hoạt động này với bất cứ quốc gia nào. Hiện các hiện tượng về UFO vẫn đang được điều tra. Báo cáo về UFO tiếp tục dấy lên các cuộc tranh luận về sự tồn tại của sự sống ngoài hành tinh và phản ánh sự quan tâm ngày càng gia tăng của công chúng đối với chủ đề này. Đồng thời, nó cũng cho thấy nỗ lực của chính phủ Mỹ trong việc tìm kiếm và cung cấp một số câu trả lời về UFO và người ngoài hành tinh. Và đến đây cũng xin được khép lại video ngày hôm nay. Tường Vi cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những video sau.